thân thể và sự nghiệp của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Về thân thể, họ và tên: Phan Văn Giang, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1960, dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam, quê quán xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Thành phần gia đình: công nhân. Trình độ được đào tạo: giáo dục phổ thông 10/10, học vị tiến sĩ khoa học quân sự, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh. Thời gian được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức: tháng 8 năm 1978. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học. Thời gian nhập ngũ: tháng 8 năm 1978. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày vào Đảng: mồng 4 tháng 12 năm 1982. Ngày chính thức: mồng 4 tháng 6 năm 1984. Khen thưởng: huân chương quân công hạng nhất, huân chương chiến công hạng nhất 2, huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3, huân chương hữu nghị hạng Mohaseraivok của nhà nước Campuchia tặng, huân chương Isana của nhà nước Lào tặng, huy chương quân kỳ quyết thắng, huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba. Chức vụ: ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 12 và 13, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Về sự nghiệp: từ tháng 8 năm 1978 đến tháng 11 năm 1979, binh nhì, binh nhất, chiến sĩ tiểu đoàn 4, trung đoàn 677, sư đoàn 346, chiến đấu tại tỉnh Cao Bằng. Từ tháng 12 năm 1979 đến tháng 4 năm 1980, binh nhất, chiến sĩ ôn văn hóa tại trường văn hóa quân khu 1. Từ tháng 5 năm 1980 đến tháng 8 năm 1983, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 12 năm 1982, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, học viên trường sĩ quan chỉ huy kỹ thuật tăng, tiết giáp. Từ tháng 9 năm 1983 đến tháng 9 năm 1984, trung úy, trung đội trưởng đại đội 3, tiểu đoàn 1037, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 10 năm 1984 đến tháng 4 năm 1986, chi ủy viên, được thăng hàm thượng úy vào tháng 6 năm 1985, đại đội phó kỹ thuật đại đội 1, tiểu đoàn 1037, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 5 năm 1986 đến tháng 3 năm 1989, phó bí thư chi bộ, được phong hàm đại úy vào tháng 6 năm 1988, đại đội trưởng đại đội 1, tiểu đoàn 1037, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 4 năm 1989 đến tháng 8 năm 1990, đảng ủy viên tiểu đoàn, đại úy, phó tiểu đoàn trưởng, tham mưu trưởng, tiểu đoàn 1037, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 9 năm 1990 đến tháng 9 năm 1993, được phong hàm thiếu tá vào tháng 7 năm 1992, học viên đào tạo học viện lục quân. Từ tháng 10 năm 1993 đến tháng 3 năm 1996, thiếu tá, trợ lý phòng tham mưu, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 4 năm 1996 đến tháng 8 năm 1997, được phong hàm trung tá vào tháng 8 năm 1997, phó tham mưu trưởng trung đoàn 141, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 9 năm 1997 đến tháng 11 năm 1999, đảng ủy viên trung đoàn, trung tá,
Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 6 năm 1999, Học viên đào tạo Đại học Đại Cương, Học viên Hậu cần. Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 7 năm 2001, Phó Bí thư Đảng ủy Trung đoàn, Trung tá, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Từ tháng 8 năm 2001 đến tháng 5 năm 2003, được phong hàm thượng tá vào tháng 9 năm 2001, Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Từ tháng 9 năm 2001 đến tháng 7 năm 2002, Học viên đào tạo Sư đoàn trưởng, Học viên Lục quân. Từ tháng 6 năm 2003 đến tháng 10 năm 2003, Đảng ủy viên Sư đoàn, Thượng tá, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Từ tháng 11 năm 2003 đến tháng 7 năm 2008, Phó Bí thư Đảng ủy Sư đoàn, được phong hàm đại tá vào tháng 9 năm 2005, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007, Học viên lớp đào tạo chiến dịch, chiến lược, Học viên Quốc phòng. Từ tháng 8 năm 2008 đến tháng Giêng năm 2009, Đảng ủy viên Quân đoàn, đại tá, Phó Tư lệnh Quân sự Quân đoàn 1. Từ tháng 2 năm 2009 đến tháng 5 năm 2010, Đảng ủy viên Quân đoàn, đại tá, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 1. Từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 9 năm 2011, Phó Bí thư Đảng ủy Quân đoàn, được phong hàm thiếu tướng vào tháng 8 năm 2010, Tư lệnh Quân đoàn 1. Từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 12 năm 2011, nghiên cứu sinh, Học viên Quốc phòng. Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 2 năm 2014, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng, được phong hàm trung tướng vào tháng 9 năm 2013, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 3 năm 2016, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1. Từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 6 năm 2014, Học viên dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 4, Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 5 năm 2016, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ tháng 5 năm 2016 đến nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được phong hàm thượng tướng vào tháng 95 2017, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, Thượng tướng Phan Văn Giang được bầu tại cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bầu vào Bộ Chính trị khóa 13 ngày 8 tháng 4 năm 2021 tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, Thượng tướng Phan Văn Giang được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 ngày 28 tháng 7 năm 2021
được phong hàm đại tướng. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, Đại tướng Phan Văn Giang được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15.